Tòa án hình sự quốc tế ICC trong một thông báo ngày 5 tháng 3 đã phát lệnh bắt giữ Trung tướng Sergey Ivanovich Gobilash và đô đốc Viktor Kinolayevich Sokolov của Nga. Theo ICC, có cơ sở pháp lý để tin rằng hai người này phải chịu trách nhiệm cho các vụ tấn công tên lửa diễn ra dưới sự chỉ huy của họ nhắm vào các mục tiêu dân sự của Ukraine. Cụ thể là cơ sở hạ tầng điện, ít nhất từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 đến ngày 9 tháng 3 năm 2023. Trong thời gian đó, tướng Gobilash là chỉ huy lực lượng tầm xa của lực lượng không gian vũ trụ Nga, còn tướng Sokolov là chỉ huy hạm đội Biển Đen. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 6 tháng 3 tuyên bố lệnh bắt giữ của ICC là vô hiệu vì Nga không công nhận tòa án này. Cả Nga, Ukraine, Mỹ và Trung Quốc đều không phải là thành viên của ICC. Tòa án có trụ sở ở thành phố Hague của Hà Lan. Moskva lâu nay luôn bác bỏ các cáo buộc nước này cố tình tấn công mục tiêu dân sự tại Ukraine. Hồi tháng 1 năm 2023, ông Gobilash lần đầu bị truy tố tại Ukraine vì cáo buộc liên quan các cuộc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, theo báo The New Voice of Ukraine. Đến tháng 11 năm 2023, Cơ quan An ninh Ukraine SBU đã đưa ra những cáo buộc mới đối với ông Gobilash vì đã ra lệnh tấn công một tòa nhà cao tầng tại thành phố Uman, miền trung Ukraine vào tháng 4 cùng năm, làm 23 người thiệt mạng. Đây là lệnh bắt giữ thứ hai của ICC đối với các quan chức Nga liên quan xung đột tại Ukraine. Hồi tháng 3 năm 2023, tòa án tại Hà Lan đã ra lệnh bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin về cáo buộc liên quan cuộc xung đột, nhưng Điện Kremlin đã bác bỏ những cáo buộc đó. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.